khiếp sợ khoảnh khắc Iran rút 200 quả tên lửa tấn công xe tặng Israel. Israel cháy rực trong biển tên lửa, Đại sứ quán Việt Nam ra cảnh báo khẩn. Israel cứng họng thề Tehran buộc phải trả giá, thế giới đứng ngồi không yên. Lính Ukraine lọt bẫy Nga tại Uleda, lo sợ một đi không trở lại. Ukraine phản hồi đanh thép trước đề xuất đổi lãnh thổ lấy hòa bình. Ai sẽ lội ngược dòng lịch sử trong cuộc so găng phó tổng thống Mỹ? Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh youtube của Báo Việt Nam Plus. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là phần tin chi tiết tối ngày 1 tháng 10, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa tầm xa tấn công vào Israel. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy nửa năm, Iran tập kích tên lửa quy mô lớn trực tiếp vào Israel, đánh dấu bước đối đầu mới đáng lo ngại giữa hai cường quốc quân sự tại khu vực. Cuộc tấn công vào Israel bắt đầu khoảng 7 giờ 30 phút tối ngày 1 tháng 10 giờ địa phương. Ngay sau thông báo xác nhận, cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ Israel IDF, còi báo động vang lên tại hàng loạt thành phố và khu dân cư trên khắp Israel quân đội Israel tuyên bố đóng cửa không phận và yêu cầu các chuyến bay đến Israel đổi hướng. Đài phát thanh Israel cho biết, hơn 250 quả tên lửa được phóng đi từ Iran, tấn công nhiều khu vực khác nhau ở Israel, trong đó có một số căn cứ quân sự. Đến khoảng 8 giờ 30 phút tối ngày 1 tháng 10, quân đội Israel thông báo mối đe dọa tấn công từ Iran đã kết thúc và người dân nước này có thể ra khỏi nơi trụ ẩn. Không phận Israel được mở cửa trở lại và hoạt động tại sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv được khôi phục. Thông tin ban đầu cho biết có hai người ở khu vực Tel Aviv bị thương, một tòa nhà ở phía bắc Tel Aviv trúng tên lửa và bị hư hại nặng. Ngay sau cuộc tấn công, nội các an ninh Israel đã tiến hành họp khẩn bàn biện pháp đối phó, trong khi hội đồng tham mưu lực lượng phòng vệ Israel cũng tiến hành họp đánh giá hậu quả cuộc tập kích. Cánh số 13 của Israel cho biết, quân đội nước này sẽ căn cứ kết quả đánh giá hậu quả của tấn công để đưa ra các biện pháp đáp trả tương xứng. Trong khi đó, Đài Phát thanh Israel khẳng định đòn giáng trả của nước này với cuộc tấn công của Iran sẽ khác biệt. Tuy nhiên, nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng biện pháp đáp trả sẽ được tính toán kỹ càng để đảm bảo không làm bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Tại Iran, vệ binh cách mạng hồi giáo nước này, IRGC ra thông báo xác nhận đã tiến hành cuộc tập kích với hơn 200 quả tên lửa đạn đạo tấn công vào Israel. Đợt tập kích kéo dài trong nửa giờ nhắm mục tiêu là các cơ sở quân sự trọng yếu tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng. IRGC khẳng định cuộc tấn công là hành động tự vệ chính đáng của Iran theo pháp luật, được tiến hành theo quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao và nhận được sự ủng hộ của quân đội Iran nhằm đáp trả việc Israel sát hại thủ lĩnh chính trị phong trào Hamas Ismail Haniyeh, Tổng thư ký phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah và chuẩn tướng Abbas Niforosan của IRGC IRGC cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công đáp trả nào từ phía Israel với cuộc tập kích tối ngày 1 tháng 10 sẽ bị giáng trả với cuộc tấn công có quy mô và mức tàn phá khủng khiếp hơn. Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc và Ủy ban An ninh Quốc gia và chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran cũng đưa ra cảnh báo tương tự, nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động đáp trả nào từ phía Israel với cuộc tập kích tối ngày 1 tháng 10 của Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc. Đánh giá về hiệu quả của cuộc tấn công, đã có hơn 80 tên lửa đạn đạo đã đánh trúng các mục tiêu tại Israel. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy nửa năm 2024, Iran tiến hành tập kích tên lửa quy mô lớn, tấn công trực tiếp vào Israel. Trước đó đêm ngày 13 tháng 4, Iran cũng phóng hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái tấn công vào Israel để đáp trả cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 10, khiến 7 vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Iran đã thông báo với Mỹ rằng Tehran không muốn leo thang chiến sự với Israel. Phản ứng với cuộc tập kích của Iran vào Israel tối ngày 1 tháng 10, giới chức Iraq và Jordani đã quyết định đóng cửa không phận để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, lực lượng Houthi ở Yemen ra tuyên bố khẳng định tấn công trực diện vào Israel là biện pháp hiệu quả duy nhất để ngăn chặn Israel tàn sát người Palestine. Nhóm vũ trang lực lượng kháng chiến Hồi giáo Iraq cảnh báo sẽ tấn công các căn cứ Mỹ tại Iraq nếu Washington hỗ trợ Israel tấn công Iran. Trong một diễn biến đang chú ý, cảnh sát Israel đêm mùng 1 tháng 10 thông báo 8 người bị bắn thiệt mạng và 7 người bị thương trong cuộc tấn công khủng bố xảy ra ở thành phố Jaffa. Lực lượng an ninh Israel đã tiêu diệt hai nghi phạm, tuy nhiên thông tin chi tiết về cuộc tấn công chưa được công bố. Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel cho biết, bộ binh nước này đã bắt đầu các cuộc đột kích giới hạn, được khoanh vùng nhắm vào các mục tiêu và hạ tầng của phong trào Hezbollah ở một số ngôi làng phía Nam Liban. Những ngôi làng này được Hezbollah sử dụng để tạo ra mối uy hiếp đối với các cộng đồng dân cư tại Israel. Các cuộc tấn công được bắt đầu từ giữa đêm 30 tháng 9, ngay sau khi nội các an ninh Israel nhóm họp và phê chuẩn kế hoạch tác chiến mới tại mặt trận phía Bắc. Hoạt động tấn công bộ binh được tiến hành cùng với các cuộc không kích yểm trợ của lực lượng không quân và pháo binh. Quân đội Israel không đề cập thời gian và quy mô cụ thể của chiến dịch. Song cho biết, Công tác chuẩn bị cho kế hoạch này đã được tiến hành trong nhiều tháng. Lực lượng phòng vệ Israel cũng khẳng định chiến dịch tấn công vào Liban sẽ được tiến hành song song với hoạt động tác chiến tại giải Gaza. Theo các báo cáo, ngay trước khi chiến dịch bắt đầu, quân đội Liban đã rút lui để lại nhóm Hezbollah một mình đối mặt với lực lượng phòng vệ Israel. Một quan chức quân đội Liban giấu tên nói với NPR rằng đây là một luân chuyển từ các vị trí tiền tuyến dễ bị Israel tấn công. Lực lượng phòng vệ Israel cũng khẳng định các cuộc tấn công được hạn chế cả về quy mô và thời gian và Israel không có ý định chiếm đóng Liban lâu dài. Kế hoạch tác chiến vào Liban đã được nội các an ninh Israel phê duyệt trong cuộc họp đặc biệt. Mục tiêu hướng tới là khôi phục an ninh và đưa cư dân khu vực biên giới phía Bắc Israel được trở về nhà. Trong khi đó, truyền thông khu vực dẫn một tuyên bố của Hezbollah cho biết, các tay súng của lực lượng này đã đẩy lùi một cuộc đột kích của bộ binh Israel tại khu vực biên giới. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc giao tranh không được tiết lộ. Trước đó, trong đêm 30 tháng 9, các nguồn tin Liban xác nhận Quân đội Israel đã tiến hành nhiều cuộc pháo kích và không kích dữ dội vào một số ngôi làng gần biên giới, dường như để chuẩn bị cho cuộc tấn công bộ binh vào Liban. Israel cho biết họ sẽ tiếp tục nhắm vào Hezbollah cho đến khi người dân Israel có thể an toàn trở về nhà ở miền bắc Israel, nơi gần biên giới Liban. Phó thủ lĩnh của Hezbollah, Nam Kassem phát biểu trên truyền hình rằng lực lượng đã sẵn sàng cho cuộc giao tranh trên bộ. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 quan ngại về việc Thế giới đang phải chứng kiến sự gia tăng căng thẳng giữa Israel và Hezbollah, điều có thể dẫn tới xung đột toàn Trung Đông. Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79, ông Filomeno Rang, đã kêu gọi Israel, phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza và lực lượng Hezbollah ở Liban, khẩn trương hướng tới lệnh ngừng bắn. Trong bài phát biểu kết thúc phiên họp trung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 30 tháng 9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Philemon Rang đã bày tỏ quan ngại về việc thế giới đang phải chứng kiến sự gia tăng căng thẳng giữa Israel và Hezbollah điều có thể dẫn tới xung đột trên toàn khu vực Trung Đông. Ông Friedman Yang nhấn mạnh cần ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện ở khu vực vốn đã bất ổn này. Chủ tịch Giang cũng kêu gọi các nước có tầm ảnh hưởng gây sức ép lớn hơn với các bên để sớm đi đến đối thoại và đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Đồng thời cho rằng các nước đang cung cấp vũ khí cho khu vực Trung Đông cần từ bỏ ngay hành động này để tạo cơ hội cho hòa bình. Khi nhấn mạnh đàm phán và giải pháp ngoại giao được ưu tiên hơn hành động quân sự, Ông viện dẫn hiến trương Liên Hợp Quốc về thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình và nghiêm cấm sử dụng vũ lực nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh quốc tế. Trong ngày cuối cùng của phiên họp chung, nhiều diễn giả cũng đã kêu gọi chấm dứt các hành động quân sự ở giải Gaza và Liban, cũng như chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch. Trong tuyên bố của mình, Ngoại trưởng Syria Basam Sabat lên án hành động quân sự nhằm vào người dân Palestine ở Gaza. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nicaragua cảnh báo thế giới đang đi trạch hướng hòa bình. Sáng ngày 1 tháng 10, quân đội Israel tuyên bố chính thức mở chiến dịch tấn công trên bộ có giới hạn nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở phía nam Liban. Theo tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel, chiến dịch này nhắm vào các vị trí của Hezbollah tại các làng gần biên giới, được xem là mối đe dọa đối với cộng đồng dân cư ở phía bắc Israel. Thượng nghị sĩ Mark Kelly, chủ tịch tiểu ban không bộ của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài NBC News tiết lộ Israel đã sử dụng bom MK-84 nặng 2.000 pound, tương đương 907 kg, để tiêu diệt thủ lĩnh của Hezbollah. Đây là lần đầu tiên phía Mỹ tiết lộ về loại vũ khí mà Israel sử dụng. Thượng nghị sĩ Kelly nói, chúng tôi nhận thấy việc sử dụng loại bom sấn đường Jedam ngày càng tăng và chúng ta sẽ tiếp tục cung cấp những vũ khí này. Jedam là viết tắt của Joy Direct Attack Munition, tức là bom tấn công trực diện phối hợp. Đây là loại bom thông minh có bộ điều khiển quỹ đạo bay gắn ở phần đuôi, Bộ điều khiển quỹ đạo của bom sử dụng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GPS làm tăng độ chính xác cho bom. Jedam sử dụng được trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết và có khả năng ném bom tự động. Ông nói quả bom nặng 2.000 pound được sử dụng để tiêu diệt Nasrallah là loại bom mk 84 hay MK 84. Bom GBU-31 Jedam được Mỹ nghiên cứu, chuyển đổi từ MK-84, được liên quân sử dụng lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh ở Afghanistan vào những năm 1990 bom GBU-31 Jedam có thể ném từ độ cao 8 đến 24 km. Không đòi hỏi phi công phải hạ thấp máy bay để tìm mục tiêu, nên phi công có thể thả bom từ độ cao an toàn. Reuters cho biết, quân đội Israel chỉ thông báo họ đã tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah trong một cuộc không kích nhưng từ chối bình luận về loại vũ khí được sử dụng. Lầu Năm Cóc cũng không bình luận về phát biểu của thượng nghị sĩ Kelly. Jedam có bộ điều khiển quỹ đạo bay gắn ở phần đuôi có thể chuyển đổi bom không điều khiển thành vũ khí dẫn đường chính xác Mỹ là đồng minh lâu đời và là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Israel. Ông Kelly cho biết việc Israel giết chết Nasrallah đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Theo báo Wall Street Journal, một số người thảo tin về vụ việc cho biết không quân Israel đã sử dụng tổng cộng khoảng 80 tấn bom để tấn công Bonke, nơi ông Nasrallah dùng làm trụ sở ngầm. Một sĩ quan cấp cao của Israel cho biết, cuộc tấn công tạo nên một loạt vụ nổ dây chuyền để xuyên thủng hầm ngầm. Thiếu tướng Daniel Hagari, nghiệp phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, hôm 29 tháng 9 cho biết, trong cuộc không kích hôm 27 tháng 9, hơn 20 thành viên Hezbollah các cấp độ khác nhau, có mặt tại trụ sở ngầm ở Beirut cũng bị tiêu diệt cùng thủ lĩnh Hassan Nasrallah, trong đó có người đứng đầu lực lượng bảo vệ an ninh của ông Nasrallah là Ibrahim Hussein Jazini. Một nhiếp ảnh viên của AFP có mặt tại hiện trường cho biết, vụ không kích của Israel đã để lại một miệng núi lửa có đường kính lên tới 5m. AFP dẫn lời ông James Dorsey, một chuyên gia về tình hình Trung Đông, nói rằng không còn nghi ngờ gì nữa, vụ không kích này thể hiện một cuộc chiến tình báo rất phức tạp. Vào ngày 28 tháng 9, theo giờ địa phương, lực lượng phòng vệ Israel đưa ra tuyên bố mới nhất cho biết họ đã tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah người Liban Hassan Nasrallah trong một cuộc không kích. Israel vẫn chưa bình luận về loại bom hoặc số lượng bom được sử dụng. Theo NBC News, phạm vi vụ nổ lớn hơn một khu phố trong nội thành. Richard Wynn, nhà nghiên cứu của Human Rights Watch, tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng vụ nổ có thể là do một quả bom xuyên phá nặng 2.000 pound do Mỹ sản xuất hiện có trong kho vũ khí của quân đội Israel, loại chuyên dùng để tấn công các mục tiêu dưới lòng đất gây ra. Thứ vũ khí có đặc điểm này là bom MK-84. Phát ngôn viên quân đội Israel đã đưa ra tuyên bố mới nhất và từ chối bình luận về việc bom MK-84 do Mỹ sản xuất được sử dụng để tấn công thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ở Liban. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm nay, các quan chức Mỹ tiết lộ rằng kể từ khi bùng nổ vòng xung đột mới giữa Palestine và Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Mỹ đã vận chuyển ít nhất 14.000 quả bom MK-84, cũng như một số lượng lớn bom loại 500 pound, khoảng 227 kg và tên lửa không đối đất Hellfire dẫn đường chính xác tới Israel. Người phát ngôn quân đội Israel đưa ra tuyên bố mới nhất từ chối tiết lộ cách thức tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah, Liban Nasrallah, nhưng nhấn mạnh rằng điều đó đã được xác nhận Người phát ngôn cho biết khi quân đội Israel tiến hành cuộc không kích vào trụ sở của Hezbollah ở Beirut vào ngày 27 tháng 9, Nasrallah và một số chỉ huy cấp cao của Hezbollah đã có mặt tại trụ sở ngầm. Khi được hỏi về khả năng tiến hành các hoạt động tấn công trên bộ và Liban, người phát ngôn nói lấp lửng Chúng tôi có nhiều loại công cụ và sẵn sàng sử dụng chúng. Đầu tiên, Israel cho nổ các mảnh nhắn tin vào bộ đàm nhằm vào Hezbollah ở Liban, sau đó tiến hành các cuộc không kích và bây giờ bắt đầu tấn công các thủ lĩnh cao nhất của tổ chức này. Mới đây, quân đội Israel cũng đã triển khai xe tăng và xe bọc thép tới khu vực biên giới phía Bắc. Điều này liệu có nghĩa là một cuộc tấn công mặt đất sắp xảy ra? các chuyên gia vấn đề trung đông cho rằng vụ nổ quy mô lớn của máy nhắn tin và bộ đàm cũng như các cuộc không kích tiếp theo do quân đội israel tiến hành đã gây ra thiệt hại tương đối lớn cho hezbollah ở liban vì nhiều chiến binh hezbollah ở liban đã thiệt mạng hoặc bị thương vấn đề tiếp theo là hệ thống thông tin liên lạc đã bị hư hỏng ở một mức độ nhất định việc tập hợp quân và ban hành lệnh chiến đấu sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó không loại trừ khả năng các cuộc tấn công trước đó đã mở đường cho các cuộc tấn công trên bộ tiếp theo mà israel có thể tiến hành cập nhật diễn biến nóng về tình hình xung đột tại Trung Đông. Sau khi nhà lãnh đạo Syed Hassan Nasrallah thiệt mạng, Hezbollah đang phải đối mặt với thách thức to lớn trong việc ngăn chặn kẻ thù không đội trời chung Israel xâm nhập vào hàng ngũ của mình. Một nguồn tin quen thuộc Israel chia sẻ với hãng tin Reuters rằng Israel đã dành 20 năm cho nỗ lực theo dõi Hezbollah và có thể tấn công ông Nasrallah bất kỳ khi nào họ muốn, kể cả tại trụ sở chính. Hai quan chức Israel cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các bộ trưởng thân cận của ông cho phép thực hiện vụ tấn công trong khi ông Netanyahu đang ở New York để có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Nasrallah tránh xuất hiện công khai kể từ cuộc chiến năm 2006. Theo một nguồn tin quen thuộc với việc bảo vệ lãnh đạo, ông Nasrallah từ lâu vô cùng cảnh giác, hạn chế việc di chuyển và rất ít người được gặp. Nguồn tin cho biết vụ ám sát là kết quả của việc nhóm thân cận với ông Nasrallah bị người của Israel xâm nhập. Nhà lãnh đạo Hezbollah trở nên thận trọng hơn nhiều kể từ vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin một nguồn tin an ninh nắm được nội tình cho biết, vì lo sợ Israel ám sát, ông Nasrallah không dự đám tang các chỉ huy cấp cao Hezbollah và chỉ gửi bài phát biểu ghi hình để phát sóng vài ngày trước. Israel tuyên bố đã tấn công ông Nasrallah bằng cách thả bom xuống trụ sở ngầm của Hezbollah dưới tòa nhà dân cư phía nam thủ đô Beirut. Magnus Randstorp, chuyên gia kỳ cựu về Hezbollah tại Đại học Quốc phòng Thụy Điển, cho rằng đây là một đòn giáng nặng nề và thất bại về tình báo đối với Hezbollah. Theo ông Randstorp, Israel biết rằng ông Nasrallah đang họp với các chỉ huy khác và họ đã tấn công ông ấy. Trung tá Nadab Sosani, người phát ngôn quân đội Israel, trả lời báo chí rằng quân đội Israel nắm được thông tin thời gian thực về việc ông Nasrallah và các lãnh đạo đang họp, nhưng không tiết lộ bằng cách nào Israel biết điều này. Chuẩn tướng Amichai Levin, chỉ huy căn cứ không quân Hazerim của Israel, thông tin với các phóng viên là hàng chục quả đạn đã bắn trúng mục tiêu trong vòng vài giây. Ông Levin cho biết chiến dịch này rất phức tạp và đã được lên kế hoạch từ lâu. Sau thông tin ông Nasrallah thiệt mạng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng gọi việc ám sát ông Nasrallah là hành động công lý cho nhiều nạn nhân của nhân vật này, đồng thời khẳng định Mỹ hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước các nhóm được Iran hậu thuẫn. Trong khi đó, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei cho biết tất cả các lực lượng kháng chiến ở Trung Đông đều sẽ hợp sức ủng hộ phong trào Hezbollah và Israel sẽ phải hối tiếc vì những động thái của họ ở Liban Ông tuyên bố toàn bộ mặt trận kháng chiến trong khu vực đều đứng về phía Hezbollah và ủng hộ họ. Theo ông Khamenei, mặt trận kháng chiến sẽ quyết định tương lai của khu vực Trung Đông với Hezbollah đang ở tuyến đầu. Trước nguy cơ xung đột leo thang sau khi quân đội Israel mở chiến dịch đổ bộ hạn chế vào Liban và sau khi có nguồn tin về mối nguy cơ tên lửa bắn từ Iran, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tối ngày 1 tháng 10 theo giờ địa phương đã ra khuyến cáo tới cộng đồng. Cụ thể ra sao, Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thông báo nêu rõ, vào hồi 14 giờ theo giờ địa phương ngày 1 tháng 10 năm 2024, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel ban hành hướng dẫn an ninh an toàn, trong đó yêu cầu các bãi biển đóng cửa, yêu cầu người dân hạn chế tụ tập ở ngoài trời tối đa 30 người và hạn chế tụ tập trong nhà tối đa 300 người, cố gắng ở gần hầm trú ẩn nhất có thể trong vòng 90 ngày. Phạm vi áp dụng toàn bộ miền Bắc và miền Trung Israel, bao gồm cả Tel Aviv, Jerusalem, Thời gian áp dụng từ 14 giờ ngày 1 tháng 10 đến 20 giờ ngày 5 tháng 10. Ngay sau khi có thông tin, Mỹ cảnh báo Iran đang chuẩn bị tấn công tên lửa đạn đạo vào Israel ngay trong đêm ngày 1 tháng 10. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã đề nghị người dân tuân thủ hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa, đồng thời cho biết những ngày thử thách lớn đang ở phía trước. Căn cứ tình hình trên và để đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và tài sản, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel xin thông báo đến cộng đồng người Việt tại Israel tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại, hạn chế tụ tập đông người, cố gắng ở gần khu vực có hầm trú ẩn, chủ động lên các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn cho bản thân và thân nhân trong bối cảnh chiến tranh hiện nay. Cần thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời sự Israel trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại. Hạn chế đến các khu vực không đảm bảo an ninh an toàn, khu vực có nguy cơ cao xảy ra các cuộc tấn công như trụ sở chính quyền, khu vực quân sự, khu vực chứa nhiên liệu thường xuyên giữ liên lạc với đại sứ quán. Trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về các phương án bảo hộ công dân, đề nghị cộng đồng liên hệ qua đường dây nóng bảo hộ công dân của đại sứ quán Việt Nam tại Israel. Ở một diễn biến khác, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran sẽ phải trả giá cho cuộc tấn công của họ vừa qua. Trong khi đó, Tehran thề rằng bất kỳ hành động trả đũa nào cũng sẽ phải đối mặt với sự tàn phá gây gớm. Israel cho biết Iran đã phóng hơn 180 tên lửa vào Israel trong đêm ngày 1 tháng 10 và hệ thống phòng không của Israel đã được kích hoạt để đánh chặn. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran tuyên bố cuộc tấn công này là để đáp trả hành động xâm lược của Israel vào Liban và giải Gaza, cũng như vụ giết hại các lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan Nazara. Iran khẳng định 90% tên lửa của họ đã bắn trúng mục tiêu ở Israel. Bộ Ngoại giao Iran cho biết hành động của Tehran mang tính phòng thủ và chỉ nhằm vào các cơ sở quân sự và an ninh của Israel. Washington và Liên minh châu Âu EU lên án cuộc tấn công, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên lịch họp về Trung Đông trong ngày 2 tháng 10. Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự ủng hộ Israel hoàn toàn và cho rằng cuộc tấn công của Iran là không hiệu quả. Ông Biden cho biết đã có một cuộc thảo luận tích cực với cách Israel sẽ phản ứng và ông sẽ trao đổi với Thủ tướng Netanyahu. Chuẩn đô đốc Israel Daniel Hagazi cho biết, chúng tôi sẽ phản ứng ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào và bất cứ cách nào chúng tôi chọn, theo chỉ thị của chính phủ Israel lực lượng vũ trang Iran tuyên bố sự can thiệp trực tiếp của những bên ủng hộ Israel chống lại Tehran sẽ vấp phải cuộc tấn công mạnh mẽ từ Iran vào căn cứ và lợi ích của họ trong khu vực. Tại Beirut, các cuộc không kích của Israel vừa giết chết chỉ huy của sư đoàn Iman Hussein, quân đội Israel cho biết. Sư đoàn này có quan hệ với Hezbollah, có trụ sở đặt tại Syria. Cuộc tấn công của Iran diễn ra sau khi Israel đưa bộ binh vào miền Nam Liban. Ngày 1 tháng 10, S B Global, hạ xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Israel từ A cộng xuống A vì cuộc xung đột leo thang gây rủi ro đối với nền kinh tế và tài chính công của quốc gia này. Cơ quan xếp hạng này nhấn mạnh những lo ngại về các mối đe dọa an ninh tiềm tàng, bao gồm các cuộc tấn công bằng tên lửa và trả đũa nhắm vào Israel, có thể làm trầm trọng thêm tác động kinh tế. S và B nhận định, chúng tôi cho rằng hoạt động quân sự ở giải Gaza và gia tăng giao tranh trên khắp biên giới phía Bắc của Israel, bao gồm các cuộc tấn công trên bộ và Liban, có thể kéo dài đến năm 2025 với nguy cơ trả đũa chống lại Israel. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Syria cho biết, quân đội Israel đã dùng máy bay không người lái UAV và tiêm kích oanh tạc thủ đô Damascus lúc dạng sáng ngày 1 tháng 10 khiến 9 người thương vong. Theo Bộ Quốc phòng Syria, các vụ không kích của Israel vào Damascus bắt đầu lúc khoảng 2 giờ sáng mùng 1 tháng 10, từ hướng Cao nguyên Cô Lăng, đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Thanavis, các hệ thống phòng không địa phương đã được kích hoạt để bắn chặn tên lửa và UAV thủ địch. Hãng thông tấn quốc gia Syria, Sana, trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho hay, dù bắn hạ thành công hầu hết UAV, nhưng vụ không kích của Israel đã khiến 3 dân thường nước này thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Hãng thông tấn al Mayadin cũng đưa tin nhà báo Safa Ahmed, một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Syria, đã thiệt mạng cùng với hai người khác trong vụ oanh tạc của không quân Israel vào khu dân cư Mezes ở Damas lúc dạng sáng. Các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực dập tắt hỏa hoạn xảy ra trên mặt đất. Khi được hỏi về diễn biến trên, quân đội Israel nói họ sẽ không bình luận về các thông tin do truyền thông nước ngoài đăng tải. Theo đài CNN, các quan chức Israel đang nỗ lực mô tả chiến dịch tấn công trên bộ vào miền nam Liban của không quân nước này có phạm vi hạn chế. Họ quả quyết sẽ không có sự chiếm đóng lâu dài, nhưng từ chối nêu rõ việc binh lính Israel sẽ tiến sâu đến đâu vào nước láng giềng hoặc chiến dịch dự kiến sẽ kéo dài trong bao lâu. Các quan chức Israel cũng nhấn mạnh, quân Tel sẽ tập trung vào việc loại bỏ những mối đe dọa trước mắt khỏi các ngôi làng Liban ở dọc biên giới giữa hai nước, bao gồm cả khả năng xâm nhập miền Bắc Israel của Hezbollah. Theo báo Times of Israel, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo phát động chiến dịch tấn công có khoanh vùng mục tiêu triển bộ, giới hạn cả về phạm vi và thời gian ở miền nam Liban. Ngay sau khi nội các an ninh quốc gia phê duyệt giai đoạn tiếp theo của cuộc, cuộc xung đột với Hezbollah tại cuộc họp đêm muộn ngày 30 tháng 9, Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant phát biểu trước binh lính nước này ở khu vực gần biên giới với Liban rằng việc loại bỏ thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah là một bước rất quan trọng nhưng không phải là bước cuối cùng. Chúng ta sẽ sử dụng mọi khả năng hiện có. Thưa quý vị, quân đội Israel xác nhận đã nắm rõ hành tung của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah theo thời gian thực trước khi tung đòn không kích sát hại, ám chỉ Israel đã xâm nhập sâu rộng, thậm chí có thể đã cài đặc vụ và cấp lãnh đạo cao nhất của tổ chức vũ trang ở Liban. Cụ thể ra sao, xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah được cho là đỉnh điểm của một hoạt động bí mật kéo dài nhiều năm do quân đội và tình báo Israel thực hiện. Trong cuộc chiến tranh với Hezbollah năm 2006, Israel đã ba lần cố gắng ám sát thủ lĩnh Nasrallah nhưng thất bại. Hôm 27 tháng 9, sau gần hai thập kỷ, Israel cuối cùng đã thành công khi hạ sát ông Nasrallah bằng một cuộc không kích dữ dội ở thủ đô Beirut của Liban. Nasrallah bị Israel theo dõi tới tận trụ sở chỉ huy là một hầm ngầm bên dưới một tòa nhà cao tầng ở Beirut. Các chiến đấu cơ Israel sau đó ném xuống khu vực này 80 quả bom, bao gồm bom xuyên phá hầm ngầm hạng nặng để đảm bảo rằng Nasrallah thiệt mạng. Theo tờ Financial Times, tình báo Israel rất có thể cài đặc vụ ăn sâu trong hàng ngũ Hezbollah, kể cả cấp lãnh đạo cao nhất. Các đặc vụ này được mô tả đã cống hiến hết mình để thâm nhập vào Hezbollah, trong khi tổ chức này không hề nghi ngờ. Hezbollah bộc lộ sơ hở từ cuộc nội chiến ở Syria. Cuộc nội chiến tại Syria bắt đầu từ năm 2011 đã trở thành điểm khởi đầu cho sự suy yếu trong hệ thống bảo mật nội bộ của Hezbollah, tạo điều kiện cho Israel triển khai các hoạt động xâm nhập tinh vi vào tổ chức này. Ở thời điểm đó, Hezbollah đã gửi hàng ngàn chiến binh tới Syria để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đối phó với các lực lượng nổi dậy tân phương Tây. Tuy nhiên, chính quyết định này đã khiến Hezbollah để lộ nhiều thông tin quan trọng về cấu trúc và mạng lưới thành viên. Theo Financial Times, Thông tin chi tiết về những chiến binh tử trận được Hezbollah công khai như một phần trong việc tôn vinh những người đã thiệt mạng trong giao tranh tại Syria. Điều này đã cung cấp cho Israel một kho tư liệu quý giá để nghiên cứu, phân tích và xây dựng dữ liệu về hoạt động và hành tung của các thành viên cấp cao trong tổ chức. Jared Said, chuyên gia tại Trung tâm Carnegie Trung Đông nhận định, việc Hezbollah mở rộng ảnh hưởng sang Syria đã vô tình làm suy yếu kỷ luật và an ninh nội bộ của tổ chức. Hezbollah từ một tổ chức nghiêm ngặt và có tính bảo mật cao trở thành một tổ chức kém chặt chẽ hơn, cho phép nhiều người lạ tham gia, ông Seks nhấn mạnh. Không chỉ bộc lộ sơ hở về mặt nhân sự, việc Hezbollah tham chiến tại Syria còn tạo ra những lỗ hổng trong cơ cấu kiểm soát nội bộ. Randa Slim, chuyên gia tại Viện Trung Đông Hoa Kỳ đánh giá vai trò của Hezbollah trong nội chiến ở Syria đã làm yếu đi các cơ chế kiểm soát nội bộ của tổ chức này, khiến Israel có cơ hội thâm nhập sâu hơn vào các hoạt động của tổ chức. Hezbollah được cho là đã nới lỏng các quy định để chiêu mộ hàng ngàn chiến binh chiến đấu ở Syria. Tổ chức cũng đưa các chiến binh chứng minh năng lực ở Syria về Liban. Những sự tương tác này có thể đã làm lộ cấu trúc hoạt động của Hezbollah. Israel xâm nhập sâu rộng vào hàng ngũ Hezbollah. Tận dụng những lỗ hổng trong hoạt động của Hezbollah, Israel đã thực hiện một chiến dịch thu thập thông tin tình báo kéo dài nhiều năm trời sau khi xâm nhập vào nội bộ của tổ chức này. Cơ quan tình báo quân sự Amman của Israel đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch này. Amman đã sử dụng công nghệ hiện đại để hack các thiết bị điện tử của các chiến binh Hezbollah, cũng như các thành viên gia đình của họ, từ đó theo dõi được hành tung và các cuộc hội họp của các lãnh đạo tổ chức. Một chiến lược khác mà Israel sử dụng là theo dõi các hoạt động công khai của các lãnh đạo Hezbollah tại các buổi tang lễ của các chiến binh. Bằng cách theo dõi những ai tham dự các sự kiện này, Israel có thể xây dựng hồ sơ về các thành viên cấp cao và điều phối hoạt động giám sát. Ngoài ra, Israel còn hack hệ thống camera giám sát tại Liban, qua đó gián tiếp kiểm soát và nắm bắt được di chuyển của các lãnh đạo Hezbollah. Những dữ liệu thu thập được từ các nguồn này giúp Israel hiểu rõ hơn về cách thức vận hành và cơ cấu quyền lực của Hezbollah, điều mà trước đây Israel chưa thể tiếp cận. Còn những đồn đoán việc Israel không chỉ thu thập thông tin từ xa mà còn cài đặc vụ vào hàng ngũ Hezbollah để có thể theo dõi mục tiêu chính xác hơn và loại trừ các dữ liệu tình báo sai lệch. Đặc vụ Israel và có thể là những thành viên lãnh đạo cấp cao Hezbollah, một mặt vẫn phục vụ cho tổ chức, mặt khác bí mật truyền tin về trụ sở tình báo của Israel. Quá trình này diễn ra nhiều năm, ít nhất kể từ cuộc nội chiến ở Syria vào năm 2011. Theo các chuyên gia an ninh, quá trình xâm nhập này là một trong những thành tựu lớn nhất của tình báo Israel. Manus Rastop, một chuyên gia về Hezbollah tại Đại học Quốc phòng Thụy Điển cho biết, Israel đã thực hiện một chiến dịch tình báo hoàn hảo. Họ có thể biết chính xác từng chi tiết về hoạt động của thủ lĩnh và các chỉ huy cấp cao Hezbollah. Vụ sát hại hoàn hảo không một sai sót sau nhiều năm thu thập thông tin và theo dõi sát sao, Israel quyết định thực hiện cuộc không kích nhằm sát hại Nasrallah, thủ lĩnh tối cao của Hezbollah, người đã nhiều lần thoát khỏi các cuộc ám sát trước đó. Nasrallah là một trong những nhân vật quan trọng nhất của Hezbollah nhà lãnh đạo tổ chức này từ thập niên 1990 và là một biểu tượng của phong trào kháng chiến chống Israel. Quyết định tấn công được đưa ra ngay trước khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York với sự đồng ý của các quan chức cấp cao, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Joab Gallant và tướng Amitra Levin. Israel đã tiến hành cuộc không kích Hassan Nasrallah bị tình báo Israel theo dõi khi có mặt tại một hầm ngầm bên dưới tòa nhà cao tầng ở phía nam thủ đô Beirut. Đây được coi là trụ sở chỉ huy ngầm dưới lòng đất của Hezbollah. Nasrallah đã cẩn thận né tránh sự giám sát của Israel trong nhiều năm bằng cách giới hạn tối đa các hoạt động công khai thủ lĩnh hezbollah thường chỉ xuất hiện qua các video ghi hình từ trước tuy nhiên với sự giúp đỡ của công nghệ giám sát tiên tiến và mạng lưới tình báo phức tạp cùng các đặc vụ có mặt ở thực địa israel đã xác định được chính xác thời gian và địa điểm mà nasrallah sẽ có mặt Sở dĩ Israel bị nghi ngờ có đặc vụ cài cắm trong bộ máy lãnh đạo của Hezbollah vì sự tin tưởng trong quá trình thực hiện kế hoạch. Hôm 28 tháng 9, phát ngôn viên quân đội Israel, Trung tá Nadab Sosani nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng Israel biết chính xác hành tung của thủ lĩnh Nasrallah và nhiều chỉ huy Hezbollah khác theo thời gian thực. Ông Sosani không tiết lộ cách thức chi tiết, nhưng nói thủ lĩnh Nasrallah tới một cuộc họp bên dưới lòng đất để bàn kế hoạch tấn công Israel. Trần tướng Amitra Levin, chỉ huy một đơn vị không quân Israel tiết lộ, hàng chục quả bom đã rội xuống mục tiêu trong vòng vài giây. Ông Levin cho biết chiến dịch này rất phức tạp và đã được lên kế hoạch trong một thời gian dài. Theo tờ Times of Israel, không quân Israel được cho là đã sử dụng hơn 80 quả bom, bao gồm bom hạng nặng chuyên xuyên phá hầm ngầm để đảm bảo thủ lĩnh Hezbollah không thể sống sót. Ông Levin nói thêm, chiến dịch diễn ra hoàn hảo, không có sai sót trong quá trình lên kế hoạch cũng như triển khai. Vụ ám sát Nasrallah không chỉ triệt hạ thủ lĩnh tối cao của Hezbollah mà còn làm suy yếu đáng kể cơ cấu chỉ huy của tổ chức này. Trong vòng một tuần, Israel đã tiêu diệt 8 trong số 9 chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah. Vụ ám sát thủ lĩnh Nasrallah được xem là một thành công lớn của Israel trong cuộc chiến chống Hezbollah. Đây không chỉ là một chiến dịch quân sự mà còn là đỉnh cao của hàng chục năm xâm nhập và thu thập tình báo vào một tổ chức từng được coi là bất khả xâm phạm. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, vụ ám sát này sẽ có những tác động sâu rộng, không chỉ đối với Hezbollah mà còn đối với toàn bộ cục diện chính trị ở Trung Đông. Cuộc tấn công của Iran và Israel vừa qua có thể di chuyển cán cân trong tình hình vốn đã căng thẳng ở Trung Đông sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thề rằng Tehran sẽ phải trả giá. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Cho đến trước ngày 1 tháng 10, Iran chủ yếu hành động thông qua các lực lượng đại diện ở khu vực, bao gồm Hamas ở Giải Gaza, Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen để tấn công Israel. Khi Iran tấn công trực tiếp Israel hồi tháng 4 để đáp trả vụ không kích tòa nhà ngoại giao ở Syria, vụ tấn công dường như đã được tính toán để không thay đổi tình hình quá nhiều. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel có vẻ khác hẳn. Lầu Năm Góc cho biết vụ tấn công ngày 11 tháng 10 có quy mô gấp đôi đợt tấn công hồi tháng 4. Tehran nói rằng hành động lần này là để đáp trả vụ sát hại nhà lãnh đạo Hezbollah, Sayid Hassan Nasrallah và những người khác. Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi Israel thông báo triển khai chiến dịch trên bộ, quy mô hạn chế và cấp địa phương nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Liban, điều mà Iran coi là bước leo thang nghiêm trọng dù lực lượng phòng vệ israel idf cho biết hầu hết tên lửa đã bị chặn nhưng một số tên lửa đã rơi xuống đất israel và gây thiệt hại khác với tình hình đầu năm khi israel có nhiều ngày để chuẩn bị lần này israel nhận được cảnh báo chỉ vài giờ trước khi tehran khai hỏa theo các nhà phân tích dù israel quyết định đáp trả như thế nào phản ứng sắp tới của nước này sẽ định hình giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột Israel có thể đáp trả hạn chế như hồi tháng Tư khi Mỹ và các đồng minh khác kêu gọi kiềm chế. Tuy nhiên, những ngôn từ mà giới chức Israel đưa ra ngày 1 tháng 10 cho thấy phản ứng lần này có thể mạnh hơn nhiều. Phát ngôn viên IDF Daniel Hakari gọi đây là vụ tấn công nghiêm trọng và tuyên bố sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Ông không cho biết hậu quả sẽ là gì Nỗi lo của cộng đồng quốc tế là Israel có thể quyết định tấn công một số cơ sở hạt nhân của Iran, đó là điều Israel không làm. Trong vụ tấn công hồi tháng 4, có thể vì lo ngại cách Hezbollah sẽ phản ứng mạnh mẽ. Thay vào đó, Israel đã tấn công cơ sở quân sự gần cơ sở hạt nhân khi Hezbollah rõ ràng đã suy yếu sau hàng loạt đòn gần đây của Israel. Tính toán của Israel có thể thay đổi. Nhà Trang nói rằng vụ tấn công vào Israel là sự leo thang đáng kể của Iran với 200 tên lửa đạn đạo lao vào nước này. Các tàu khu trục Mỹ bắn hàng chục tên lửa đánh chặn để hạ gục tên lửa Iran. Mới chỉ cách đây vài tuần, một số quan chức Mỹ bày tỏ riêng tư bằng những nỗ lực ngoại giao và gian đe của Washington đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công quy mô lớn của Iran nhằm vào Israel, các nguồn tin nói với CNN vụ tấn công ngày 1 tháng 10 của Iran đánh dấu diễn biến mới ở Trung Đông mà chính quyền Tổng thống Joe Biden luôn muốn tránh, nhưng không thể. Ngay cả trước khi Israel tấn công để loại bỏ lãnh đạo Hezbollah, Nasrallah, có một số dấu hiệu cho thấy Iran đã cảm thấy báo động về mức độ thiệt hại mà Israel gây ra cho lực lượng quân sự mạnh nhất mà họ hậu thuẫn ở khu vực, một quan chức Mỹ cho biết. Mỹ tin rằng Iran sẽ can thiệp nếu nhận thấy sắp mất Hezbollah những tác động cộng dồn từ hàng loạt đòn tấn công của Israel vào Hezbollah khiến lực lượng này mất vài trăm chiến binh, các quan chức nắm được thông tin tình báo cho biết. Ông Jonathan Panikov, cựu chuyên gia phân tích tình báo cấp cao về khu vực nhận định vụ ông Nasrallah là giọt nước tràn ly. Về chiến lược, hành động này của Iran cho thấy Hezbollah có thể thực sự gặp rắc rối và Iran nghĩ rằng họ cần khôi phục năng lực gian đe. Theo Bộ Quốc phòng Syria, các vụ không kích của Israel và Damascus bắt đầu lúc khoảng 2 giờ sáng mùng 1 tháng 10, từ hướng Cao nguyên Cô Lăng đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Thanavis, các hệ thống phòng không địa phương đã được kích hoạt để bắn chặn tên lửa và UAV thủ địch. Hãng thông tấn quốc gia Syria, Sana, trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho hay, dù bắn hạ thành công hầu hết UAV, nhưng vụ không kích của Israel đã khiến ba dân thường nước này thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Hãng thông tấn Al Mayadin cũng đưa tin, nhà báo Safa Ahmed, một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Syria, đã thiệt mạng cùng với hai người khác trong vụ oanh tạc của không quân Israel vào khu dân cư Mezes ở Damascus lúc rạng sáng. Các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực dập tắt hỏa hoạn xảy ra trên mặt đất. Khi được hỏi về diễn biến trên, quân đội Israel nói họ sẽ không bình luận về các thông tin do truyền thông nước ngoài đăng tải. Theo đài CNN, các quan chức Israel đang nỗ lực mô tả chiến dịch tấn công trên bộ vào miền nam Liban của không quân nước này có phạm vi hạn chế. Họ quả quyết sẽ không có sự chiếm đóng lâu dài, nhưng từ chối nêu rõ việc binh lính Israel sẽ tiến sâu đến đâu vào nước láng giềng hoặc chiến dịch dự kiến sẽ kéo dài trong bao lâu. Các quan chức Israel cũng nhấn mạnh, quân Tel sẽ tập trung vào việc loại bỏ những mối đe dọa trước mắt khỏi các ngôi làng Liban ở dọc biên giới giữa hai nước, bao gồm cả khả năng xâm nhập miền Bắc Israel của Hezbollah. Theo báo Times of Israel, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo phát động chiến dịch tấn công có khoanh vùng mục tiêu trên bộ, giới hạn cả về phạm vi và thời gian ở miền nam Liban. Ngay sau khi nội các an ninh quốc gia phê duyệt, giai đoạn tiếp theo của cuộc, cuộc xung đột với Hezbollah tại cuộc họp đêm muộn ngày 30 tháng 9. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant phát biểu trước binh lính nước này ở khu vực gần biên giới với Liban rằng việc loại bỏ thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah là một bước rất quan trọng, nhưng không phải là bước cuối cùng. Chúng ta sẽ sử dụng mọi khả năng hiện có. Thưa quý vị, quân đội Israel xác nhận đã nắm rõ hành tung của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah theo thời gian thực trước khi tung đòn không kích sát hại, ám chỉ Israel đã xâm nhập sâu rộng, thậm chí có thể đã cài đặc vụ và cấp lãnh đạo cao nhất của tổ chức vũ trang ở Liban. Cụ thể ra sao, xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah được cho là đỉnh điểm của một hoạt động bí mật kéo dài nhiều năm do quân đội và tình báo Israel thực hiện. Trong cuộc chiến tranh với Hezbollah năm 2006, Israel đã ba lần cố gắng ám sát thủ lĩnh Nasrallah nhưng thất bại. Hôm 27 tháng 9, sau gần hai thập kỷ, Israel cuối cùng đã thành công khi hạ sát ông Nasrallah bằng một cuộc không kích dữ dội ở thủ đô Beirut của Liban. Nasrallah bị Israel theo dõi tới tận trụ sở chỉ huy là một hầm ngầm bên dưới một tòa nhà cao tầng ở Beirut. Các chiến đấu cơ Israel sau đó ném xuống khu vực này 80 quả bom, bao gồm bom xuyên phá hầm ngầm hạng nặng để đảm bảo rằng Nasrallah thiệt mạng. Theo tờ Financial Times, tình báo Israel rất có thể cài đặc vụ ăn sâu trong hàng ngũ Hezbollah, kể cả cấp lãnh đạo cao nhất. Các đặc vụ này được mô tả đã cống hiến hết mình để thâm nhập vào Hezbollah, trong khi tổ chức này không hề nghi ngờ. Hezbollah bộc lộ sơ hở từ cuộc nội chiến ở Syria. Cuộc nội chiến tại Syria bắt đầu từ năm 2011 đã trở thành điểm khởi đầu cho sự suy yếu trong hệ thống bảo mật nội bộ của Hezbollah, tạo điều kiện cho Israel triển khai các hoạt động xâm nhập tinh vi vào tổ chức này. Ở thời điểm đó, Hezbollah đã gửi hàng ngàn chiến binh tới Syria để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đối phó với các lực lượng nổi dậy tân phương Tây. Tuy nhiên, chính quyết định này đã khiến Hezbollah để lộ nhiều thông tin quan trọng về cấu trúc và mạng lưới thành viên, theo Financial Times. Thông tin chi tiết về những chiến binh tử trận được Hezbollah công khai như một phần trong việc tôn vinh những người đã thiệt mạng trong giao tranh tại Syria. Điều này đã cung cấp cho Israel một kho tư liệu quý giá để nghiên cứu, phân tích và xây dựng dữ liệu về hoạt động và hành tung của các thành viên cấp cao trong tổ chức. Jared Saeed, chuyên gia tại Trung tâm Carnegie Trung Đông nhận định, việc Hezbollah mở rộng ảnh hưởng sang Syria đã vô tình làm suy yếu kỷ luật và an ninh nội bộ của tổ chức. Hezbollah từ một tổ chức nghiêm ngặt và có tính bảo mật cao trở thành một tổ chức kém chặt chẽ hơn, cho phép nhiều người lạ tham gia, ông Sayed nhấn mạnh. Không chỉ bộc lộ sơ hở về mặt nhân sự, việc Hezbollah tham chiến tại Syria còn tạo ra những lỗ hổng trong cơ cấu kiểm soát nội bộ. Randa Slim, chuyên gia tại Viện Trung Đông Hoa Kỳ đánh giá vai trò của Hezbollah trong nội chiến ở Syria đã làm yếu đi các cơ chế kiểm soát nội bộ của tổ chức này, khiến Israel có cơ hội thâm nhập sâu hơn vào các hoạt động của tổ chức. Hezbollah được cho là đã nới lỏng các quy định để chiêu mộ hàng ngàn chiến binh chiến đấu ở Syria. Tổ chức cũng đưa các chiến binh chứng minh năng lực ở Syria về Liban. Những sự tương tác này có thể đã làm lộ cấu trúc hoạt động của Hezbollah. Israel xâm nhập sâu rộng vào hàng ngũ Hezbollah, tận dụng những lỗ hổng trong hoạt động của Hezbollah. Israel đã thực hiện một chiến dịch thu thập thông tin tình báo kéo dài nhiều năm trời sau khi xâm nhập vào nội bộ của tổ chức này. Cơ quan tình báo quân sự Amman của Israel đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch này. Amman đã sử dụng công nghệ hiện đại để hack các thiết bị điện tử của các chiến binh Hezbollah, cũng như các thành viên gia đình của họ, từ đó theo dõi được hành tung và các cuộc hội họp của các lãnh đạo tổ chức. Một chiến lược khác mà Israel sử dụng là theo dõi các hoạt động công khai của các lãnh đạo Hezbollah tại các buổi tang lễ của các chiến binh. Bằng cách theo dõi những ai tham dự các sự kiện này, Israel có thể xây dựng hồ sơ về các thành viên cấp cao và điều phối hoạt động giám sát. Ngoài ra, Israel còn hack hệ thống camera giám sát tại Liban, qua đó gián tiếp kiểm soát và nắm bắt được di chuyển của các lãnh đạo Hezbollah. Những dữ liệu thu thập được từ các nguồn này giúp Israel hiểu rõ hơn về cách thức vận hành và cơ cấu quyền lực của Hezbollah, điều mà trước đây Israel chưa thể tiếp cận. Còn những đồn đoán việc Israel không chỉ thu thập thông tin từ xa mà còn cài đặc vụ vào hàng ngũ Hezbollah để có thể theo dõi mục tiêu chính xác hơn và loại trừ các dữ liệu tình báo sai lệch. Đặc vụ Israel và có thể là những thành viên lãnh đạo cấp cao Hezbollah, một mặt vẫn phục vụ cho tổ chức, mặt khác bí mật truyền tin về trụ sở tình báo của Israel. Quá trình này diễn ra nhiều năm, ít nhất kể từ cuộc nội chiến ở Syria vào năm 2011. Theo các chuyên gia an ninh, quá trình xâm nhập này là một trong những thành tựu lớn nhất của tình báo Israel. Manus Granstop, một chuyên gia về Hezbollah tại Đại học Quốc phòng Thụy Điển cho biết, Israel đã thực hiện một chiến dịch tình báo hoàn hảo. Họ có thể biết chính xác từng chi tiết về hoạt động của thủ lĩnh và các chỉ huy cấp cao Hezbollah. Vụ sát hại hoàn hảo không một sai sót sau nhiều năm thu thập thông tin và theo dõi sát sao, Israel quyết định thực hiện cuộc không kích nhằm sát hại Nasrallah, thủ lĩnh tối cao của Hezbollah, người đã nhiều lần thoát khỏi các cuộc ám sát trước đó. Nasrallah là một trong những nhân vật quan trọng nhất của Hezbollah, Nhà lãnh đạo tổ chức này từ thập niên 1990 và là một biểu tượng của phong trào kháng chiến chống Israel. Quyết định tấn công được đưa ra ngay trước khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York với sự đồng ý của các quan chức cấp cao, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Joab Gallant và tướng Amitra Levin. Israel đã tiến hành cuộc không kích Hassan Nasrallah bị tình báo Israel theo dõi khi có mặt tại một hầm ngầm bên dưới tòa nhà cao tầng ở phía nam thủ đô Beirut. Đây được coi là trụ sở chỉ huy ngầm dưới lòng đất của Hezbollah. Nasrallah đã cẩn thận né tránh sự giám sát của Israel trong nhiều năm bằng cách giới hạn tối đa các hoạt động công khai thủ lĩnh hezbollah thường chỉ xuất hiện qua các video ghi hình từ trước tuy nhiên với sự giúp đỡ của công nghệ giám sát tiên tiến và mạng lưới tình báo phức tạp cùng các đặc vụ có mặt ở thực địa israel đã xác định được chính xác thời gian và địa điểm mà nasrallah sẽ có mặt Sở dĩ Israel bị nghi ngờ có đặc vụ cài cắm trong bộ máy lãnh đạo của Hezbollah vì sự tin tưởng trong quá trình thực hiện kế hoạch. Hôm 28 tháng 9, phát ngôn viên quân đội Israel, Trung tá Nadab Sosani nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng Israel biết chính xác hành tung của thủ lĩnh Nasrallah và nhiều chỉ huy Hezbollah khác theo thời gian thực. Ông Sosani không tiết lộ cách thức chi tiết, nhưng nói thủ lĩnh Nasrallah tới một cuộc họp bên dưới lòng đất để bàn kế hoạch tấn công Israel. Trần tướng Amitra Levin chỉ huy một đơn vị không quân Israel tiết lộ hàng chục quả bom đã rội xuống mục tiêu trong vòng vài giây. Ông Levin cho biết chiến dịch này rất phức tạp và đã được lên kế hoạch trong một thời gian dài. Theo tờ Times of Israel, không quân Israel được cho là đã sử dụng hơn 80 quả bom, bao gồm bom hạng nặng chuyên xuyên phá hầm ngầm để đảm bảo thủ lĩnh Hezbollah không thể sống sót. Ông Levin nói thêm, chiến dịch diễn ra hoàn hảo, không có sai sót trong quá trình lên kế hoạch cũng như triển khai. Vụ ám sát Nasrallah không chỉ triệt hạ thủ lĩnh tối cao của Hezbollah mà còn làm suy yếu đáng kể cơ cấu chỉ huy của tổ chức này. Trong vòng một tuần, Israel đã tiêu diệt 8 trong số 9 chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah. Vụ ám sát thủ lĩnh Nasrallah được xem là một thành công lớn của Israel trong cuộc chiến chống Hezbollah. Đây không chỉ là một chiến dịch quân sự mà còn là đỉnh cao của hàng chục năm xâm nhập và thu thập tình báo vào một tổ chức từng được coi là bất khả xâm phạm. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, vụ ám sát này sẽ có những tác động sâu rộng, không chỉ đối với Hezbollah mà còn đối với toàn bộ cục diện chính trị ở Trung Đông. Khi lực lượng Nga đang áp sát thị trấn và siết chặt vòng vây tại thị trấn Uleda ở Donetsk, miền đông nước này, hàng trăm binh lính Ukraine được dự đoán sẽ bị mắc kẹt và có thể bị cô lập tại khu vực này. Theo một binh sĩ Ukraine cho biết, các tuyến đường sơ tán ra khỏi Uleda đã bị cắt đứt và họ đang cạn kiệt lương thực, đạn dược, nhiên liệu. Người lính này khẳng định rằng tình hình ở Uleda rất khó khăn, Nga đang tấn công từ ba phía. Binh sĩ Ukraine này cũng cho biết, xe bọc thép chở quân của Ukraine đang di chuyển về phía các tuyến quân sự của họ thường xuyên gặp nguy hiểm vì pháo binh và máy bay không người lái của Nga rình dập khắp mọi nơi. Để thoát vòng vây của Nga, binh sĩ Ukraine phải di chuyển theo đội hình đơn lẻ và rút lui vào ban đêm. Thông tin trên xuất hiện một ngày sau khi Ukraine điều chuyển đại tá Ivan Vinnik, chỉ huy lữ đoàn 72 của Ukraine đang phòng thủ Uleda. Theo Bộ Tư lệnh Tác chiến của Ukraine, ông Vinic đã được điều động với mục đích thăng chức và chuyển giao kinh nghiệm chiến đấu. Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ là người thay thế ông. Ông Vinic được bổ nhiệm làm chỉ huy lữ đoàn 72 vào tháng 8 năm 2022. Dưới sự chỉ huy của ông, lữ đoàn đã bảo vệ Uleda trong hơn 2 năm. Trong khi đó, các lực lượng Nga đã cố gắng chiếm thị trấn này kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Việc Ukraine thay chỉ huy ngay lúc Uleda đang trong tình trạng nguy ngập làm dấy lên những đồn đoán về số phận của khu vực này. Được biết, Uleda nằm ở rìa phía nam của tiền tuyến, chạy qua khu vực Donbass, được coi là một pháo đài phòng thủ của Ukraine vì chưa bao giờ bị Nga kiểm soát được dù Moscow đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công trong nhiều tháng qua. Hiện tại, các blogger quân sự Nga đã xác nhận rằng lực lượng nước này gần như đã bao vây thành phố, đồng thời dự đoán Uleda sẽ sớm thất thủ. Theo kênh Telegram Chuma của Nga nêu rõ, chỉ huy lữ đoàn 72 của lực lượng vũ trang Ukraine chịu trách nhiệm bảo vệ thành phố đã bị điều chuyển. Quân đội Nga đang phá hủy một cách có phương pháp các điểm hỏa lực của đối phương trong thành phố. Các quan chức Nga cho biết, nước này đã điều động 5.000 binh sĩ đến trận chiến giành Uleda và Moscow đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công lớn. Ngay cả các nguồn thông tin trung lập và nguồn tin của Ukraine cũng cho rằng, Uleda, thị trấn nằm trên vùng đất cao nhìn ra một con đường kết nối hai hướng Đông Tây rất quan trọng, có khả năng sẽ thất thủ. Deep State, một kênh Telegram ủng hộ Ukraine cũng xác nhận, Nga đã điều lực lượng chính quy và lực lượng đặc nhiệm tăng viện cho các đơn vị tại khu vực này. Trong khi đó, kênh Osin Agregaro cho rằng, Ukraine có thể đã cố gắng giữ Uleda lâu hơn so với khả năng của họ. Theo Deep State, quân đội Nga đang cố gắng giành được chỗ đứng trong các tòa nhà cao tầng ở ngoại ô Uleda. Nếu Uleda thất thủ, đây sẽ là chiến thắng quan trọng nhất trên chiến trường của Nga kể từ khi Moscow chiếm được Adipka vào tháng 2 năm 2024. Tuy nhiên, ông Federico Bosari, thành viên của Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu lưu ý, việc mất Uleda không chỉ là một đòn giáng tinh thần đối với Ukraine, vì thành phố này đã chống lại rất nhiều cuộc tấn công kể từ năm 2022, mà còn là một diễn biến rất nghiêm trọng, có khả năng đe dọa đến an ninh của toàn khu vực phía tây nam của Donetsk vẫn chưa bị Nga chiếm giữ, đồng thời tạo ra mối đe dọa đối với sân phía nam của Pokrovsk. Bẫy lửa xung quanh Uleda theo binh sĩ Stanislav Osman Budyanov, thuộc lưu đoàn tấn công số 24 AIDA của Ukraine cho biết, hiện tại Nga đang tấn công từ ba phía là Vodiani, Rechitivka, Lipka. Không dừng lại ở đó, quân đội Nga đã xâm nhập vào phía nam và phía tây của thành phố, những trận chiến dữ dội đang diễn ra ở đó. Đồng thời, có rất nhiều máy bay không người lái, trong đó có UAV FPV và UAV trinh sát thông thường mang bom của Nga. Chúng đã kiểm soát toàn bộ tuyến đường. Bộ chỉ huy Ukraine thông báo sẽ lân chuyển lực lượng trong một tuần nhưng họ liên tục trì hoãn do những thay đổi bên ngoài và yêu cầu giữ nguyên lực lượng. Không có bất cứ đợt di tản nào cả. Chúng tôi đang cạn kiệt lương thực, đạn dược và nhiên liệu. Ngoài ra, các binh sĩ thuộc lữ đoàn tấn công đường không Tarian số 79 của Ukraine cho biết, họ đã chứng kiến sự hiện diện áp đảo của máy bay không người lái tấn công của Nga mỗi ngày tại các vị trí của họ, đặc biệt khi Moscow tiến hành tấn công liên tục theo hướng Uleda. Ông Bostanjanyut, phó chỉ huy của lữ đoàn 79 nói rằng, sau khi hình thành những cái gọi là bẫy lửa xung quanh Uleda, Prechitivka và Vodiani, Nga đã tăng cường triển khai FPV và tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo binh từ bên sân đó. Ngoài ra, Nga vẫn liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công trực diện dọc theo sông Surizari nhằm mục đích chia cắt toàn bộ khu vực phòng thủ Novopalivka. Ngoài ra, chỉ huy đơn vị pháo binh của lữ đoàn tấn công đường không số 79 cho biết, họ tiến lên, bị đẩy lùi rồi lại tiến lên. Họ cử nhóm thứ nhất rồi đến nhóm thứ hai, với hy vọng một trong hai nhóm sẽ trụ vững. Đồng thời, các pháo thủ của lữ đoàn 79 sử dụng lựu pháo 105 mm từ một vị trí cố định được ngụy trang kỹ lưỡng để đẩy lùi đối phương. Các binh sĩ của lữ đoàn 79 nói rằng, nhìn chung chiến thuật của Nga không thay đổi. Phó chỉ huy một tiểu đoàn của lữ đoàn Tabrian đánh giá, vẫn là chiến thuật áp đảo bằng quân số nhưng ở quy mô nhỏ hơn một chút. Nếu trước đây Nga triển khai nhóm lớn thì bây giờ họ cử các nhóm nhỏ từ 3 đến 5 người nhưng với cường độ tấn công mạnh hơn. Đứng trước tình hình chiến sự căng thẳng giữa Nga, Ukraine, Ukraine bị thất thủ và bao vây trên mọi mặt trận, nước này lại dùng một chiến thuật khiến một sĩ quan người Mỹ kinh ngạc. Cụ thể, ông Tony Schaffer nói rằng, thật khó tưởng tượng Kiev lại lựa chọn chiến thuật như vậy trong bối cảnh phòng thủ ở donbas có nguy cơ sụp đổ trước các cuộc tấn công của Nga. Ông lưu ý, cuộc xâm nhập của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk đã dẫn đến việc người Nga tiếp tục đạt được thành công ở donbas Theo chuyên gia này, quân đội nga sẽ tiếp tục tiêu diệt quân ukraine từng phần một theo hướng này và họ làm điều đó một cách hiệu quả ông safer kết luận theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 29 tháng 9, trong cuộc giao tranh trên hướng Kursk, phía Ukraine tổn thất hơn 18.900 quân nhân, 133 xe tăng, 65 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép, 856 xe chiến đấu bọc thép, 562 xe ô tô, 150 khẩu pháo. Ngoài ra, phía Ukraine còn thiệt hại 33 bệ phóng của hệ thống tên lửa phóng loạt khai hòa, bao gồm 8 HIMA và 6 MLRS, 9 bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không, 5 phương tiện vận tải, 38 trạm tác chiến điện tử, 9 radar phản pháo, 3 radar phòng không, 19 đơn vị kỹ thuật và các thiết bị khác, trong đó có 11 phương tiện ra phá chướng ngại vật kỹ thuật, một thiết bị ra phá bom mìn UR-77, cũng như hai phương tiện sửa chữa và phục hồi bọc thép. Trước đó, Ukraine cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái drone của Nga vào khu vực thủ đô Kiev sáng ngày 30 tháng 9 kéo dài suốt 5 giờ. Tổng thống Putin cũng khẳng định nước Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu nước này đã đề ra. Hãng thông tấn Ukraine Form dẫn lời ông Sehi Poko, lãnh đạo chính quyền quân sự khu vực Kiev, cuộc không kích thứ tư vào Kiev, cũng như các cuộc tấn công trước đó, kẻ thù một lần nữa sử dụng drone tấn công có thể là xa hết. Cảnh báo không kích ở thủ đô kéo dài hơn 5 giờ. Ông Popko cho biết tất cả các drone nhắm vào Kiev đều bị vô hiệu hóa và không có ghi nhận về hư hại hoặc thương vong. Theo quan chức địa phương, không có cơ sở quan trọng nào ảnh hưởng dù cuộc tấn công đã gây hỏa hoạn tại nhiều khu vực. Trong khi đó, không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 67 trong số 73 drone và một trong ba tên lửa do Nga phóng trong cuộc tấn công mới nhất. Thống đốc Vitaly Kim của khu vực Mykolaiv ở phía nam cho biết cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại một số cơ sở hạ tầng quan trọng tại đây. Hãng tin Sputnik của Nga dẫn lời ông Sergei Lebedev Điều phối viên lực lượng thân Nga ở Mykolaiv cũng xác nhận hàng loạt cuộc tấn công trong sáng ngày 30 tháng 9. Ông Lebedev chia sẻ, cho biết không kích cũng diễn ra ở các vùng Zhytomyr và Cherkasy. Các cuộc không kích đã nhắm vào Kyiv và vùng ngoại ô như chưa từng có, hơn 10 cuộc không kích, một số cuộc liên tiếp. Theo ông Lebedev, cuộc không kích tấn công vào các nhà kho và một đoàn quân lính Ukraine ở thành phố Bila Tsyrka thuộc khu vực Kyiv các đoàn quân của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Krivoyrok và Berislav cũng trở thành mục tiêu. Đợt không kích của Nga diễn ra ngay sau khi Ukraine tuyên bố đã đưa hơn 100 drone tấn công một kho vũ khí sâu bên trong lãnh thổ Nga. Hậu quả của vụ tấn công là các kho đạn dược và tên lửa bị hư hại, dẫn đến tình trạng thiếu đạn dược cho các đơn vị quân đội chiếm đóng của Nga một nguồn tin tiết lộ với hãng tin AFP trong suốt tháng 9 năm 2024, Nga đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào Kyiv và nhiều khu vực khắp Ukraine, nhắm vào cơ sở tăng năng lượng, quân sự và giao thông của Ukraine. Moscow khẳng định không nhắm vào các mục tiêu quân sự trong các đợt tấn công. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang ở năm thứ ba. Ngày 30 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẽ hoàn thành mọi mục tiêu mà nước này đặt ra tại Ukraine. Hãng tin AFP dẫn lời ông Putin nói trong thông điệp phát nhân kỷ niệm 2 năm Nga sát nhập 4 khu vực của Ukraine. Sự thật đứng về phía chúng ta, mọi mục tiêu đặt ra sẽ đạt được. Trong tuyên bố hôm 1 tháng 10, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibihan nêu quan điểm của Kiev sau đề xuất nhượng lãnh thổ lấy hòa bình với Nga sau hơn 2 năm xung đột ngoại trưởng ukraine nhấn mạnh sự cần thiết của việc đòi hỏi trách nhiệm đầy đủ của nga và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của ukraine bao gồm cả crimea thay vì tìm kiếm sự thỏa hiệp về lãnh thổ ông sibiha nhấn mạnh nếu không làm như vậy đó sẽ là một cuộc chiến tranh bị trì hoãn châu âu không thể để xảy ra vùng xám hoặc xung đột đóng băng ngoại trưởng sibiha cũng nhắc lại công thức hòa bình của ukraine gọi đây là con đường duy nhất để đạt được hòa bình toàn diện công bằng và lâu dài cho ukraine Tuyên bố của nhà ngoại giao Ukraine được đưa ra sau khi Financial Times ngày 30 tháng 9 đăng một bài báo cho rằng các quan chức Ukraine được cho là đã cởi mở hơn trong các cuộc thảo luận với các đối tác phương Tây về một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng. Bài báo cho biết một thỏa thuận ngừng bắn như vậy sẽ cho phép các lực lượng Nga kiểm soát các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát, trong khi Ukraine sẽ nhận được các đảm bảo an ninh thực sự. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ukraine đã phủ nhận thông tin do Financial Times đưa ra, nhấn mạnh rằng Ngoại trưởng CBH trong các cuộc họp kín đã khẳng định không thể chấp nhận các thỏa hiệp về toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ lâu khẳng định rõ quan điểm không nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình với Nga. Theo Tổng thống Zelensky, tính đến cuối tháng 8, Nga đã kiểm soát khoảng 27% lãnh thổ Ukraine, các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia ở Ukraine được quân đội Nga kiểm soát một phần. Nga tuyên bố đã sát nhập toàn bộ lãnh thổ của các khu vực này, mặc dù không kiểm soát hoàn toàn. Moscow cũng kiểm soát toàn bộ bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine sau khi sát nhập khu vực này vào năm 2014. Nga đã kêu gọi quân đội Ukraine rời khỏi các vùng lãnh thổ này như một điều kiện để đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ đề xuất này. Ukraine cho biết các cuộc đàm phán hòa bình nên được tổ chức dựa trên công thức hòa bình 10 bước của Tổng thống Zelensky, bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Nga khỏi Ukraine tổng thống zelensky mới đây tuyên bố cuộc chiến có thể sắp kết thúc sớm hơn so với nhiều người nghĩ ông nhiều lần bác bỏ ý tưởng về việc nhượng lãnh thổ để đổi lấy hòa bình với nga về điều này trong cuộc họp báo chung với ông zelensky phó tổng thống mỹ kamala harris tuần trước cho rằng một thỏa thuận buộc ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột là sự đầu hàng không phải hòa bình trong khi đó người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov tuyên bố Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine chỉ kết thúc khi đạt được các mục tiêu đề ra bằng cách này hay cách khác. Trước đó, tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 24 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu quan điểm cuộc xung đột Nga-Ukraine đến một lúc nào đó sẽ kết thúc, nhưng không phải vì ai đó đã mệt mỏi hay qua thương lượng với Nga. Ông nhấn mạnh, cuộc chiến này không thể được làm dịu bớt bằng đàm phán mà cần phải hành động. Nga chỉ có thể bị buộc chấp nhận hòa bình. Đó chính xác là điều cần thiết, buộc Nga phải hòa bình với tư cách là bên đã phát động cuộc chiến này. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, quân đội Nga ngày 1 tháng 10 đã giành quyền kiểm soát khu định cư Krutoya, Donetsk và Vizjovoye, Kharkov. Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga ngày qua đã gây ra khoảng 95 thương vong cho quân đội Ukraine trong khu vực do nhóm này chịu trách nhiệm ở Kharkov. Cùng ngày, nhóm tác chiến phía Tây của Nga đã tấn công vào lực lượng và thiết bị quân sự của 5 lữ đoàn Ukraine và gây ra khoảng 410 thương vong cho đối phương. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, Điện Kremlin cho biết Nga đã soạn thảo các sửa đổi đối với học thuyết hạt nhân và sẽ chính thức hóa trong thời gian tới. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với truyền thông Nga, các sửa đổi đã được soạn thảo và sẽ chính thức hóa. Trước đó, tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25 tháng 9 đã công bố loạt đề xuất sửa đổi đối với học thuyết hạt nhân của nước này. Điểm cập nhật chính là mở rộng danh sách những mối đe dọa quân sự nằm trong phạm vi áp dụng chính sách răn đe hạt nhân của Nga. Theo đó, ông Putin nhấn mạnh, bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Nga từ một quốc gia không có vũ khí hạt nhân nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia có vũ khí hạt nhân đều được coi là một cuộc tấn công chung chống lại Liên bang Nga. Theo tuyên bố từ ông Putin, Nga sẽ kích hoạt vũ khí hạt nhân trong trường hợp nước này thu thập được thông tin đáng tin cậy về một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa hành trình, máy bay không người lái UAV, máy bay siêu thanh và các loại máy bay khác, cũng như phát hiện sự xâm phạm qua biên giới quốc gia Nga. Thêm một điều đáng chú ý, lần đầu tiên Nga tuyên bố rằng khả năng răn đe hạt nhân của nước này cũng có thể được sử dụng trong trường hợp các hoạt động gây hấn của bên thứ ba nhằm vào đồng minh Belarus, thành viên của nhà nước liên minh. Các hành động gây hấn đó sẽ bị coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền của nhà nước liên minh, thông qua việc sử dụng vũ khí thông thường. Quyết định thay đổi học thuyết hạt nhân chính thức của Nga được coi là câu trả lời của Điện Kremlin trước các cuộc thảo luận ở Mỹ và Anh về việc có nên cho phép Ukraine sử dụng tên lửa của phương Tây tấn công vào lãnh thổ Nga hay không. Tổng thống Putin đã vạch ra làn danh đỏ cho Mỹ và các đồng minh, cũng như ám chỉ rằng Moscow sẽ xem xét việc đáp trả bằng vũ khí hạt nhân nếu những nước này cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng của mình trong cuộc chiến với Nga cho ông Donald Trump trong một cuộc gặp kín vào ngày 27 tháng 9, sau khi ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ làm việc với cả Ukraine và Nga để chấm dứt xung đột. Cụ thể ra sao, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Ông Zelensky cho biết đã nói chuyện với cả ông Trump và đối thủ thuộc Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, vì Ukraine cần sự hỗ trợ mạnh mẽ của Mỹ trong cuộc chiến đang tiếp diễn với Nga. Ông Trump khen ngợi ông Zelensky, nhưng cũng nói rằng ông có mối quan hệ tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Zelensky, và như các bạn biết, tôi cũng có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Putin. Cựu Tổng thống Trump nói với các phóng viên, nếu tôi thắng cử, tôi nghĩ chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này rất nhanh ông Zelensky đã tận dụng chuyến thăm Mỹ để trình bày kế hoạch chiến thắng của mình, mà một quan chức Mỹ mô tả là yêu cầu cung cấp thêm vũ khí và dỡ bỏ hạn chế về việc sử dụng tên lửa tầm xa. Trong thời gian ở Mỹ, ông Zelensky đã đến thăm một nhà máy sản xuất đạn dược ở bang Pennsylvania cùng với thống đốc bang George Shapiro, đồng minh của bà Kamala Harris. Chuyến thăm này đã gây phẫn nộ cho chiến dịch của ông Trump và một số nghị sĩ đảng Cộng Hòa, đặc biệt vì Pennsylvania là bang chiến hiệu quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Trước đó vào ngày 26 tháng 9, những người gần gũi với ông Trump và chiến dịch của ông cho biết khả năng một cuộc gặp với ông Zelensky rất thấp, nhưng ông Trump đã thay đổi quyết định trong thời gian ông Zelensky ở Mỹ. Sự khác biệt quan điểm giữa ông Trump và bà Harris về vấn đề Ukraine phản ánh sự chia rẽ trong chính các đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Trong khi Trump và một số nghị sĩ Cộng Hòa nghi ngờ về giá trị của việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính cho Ukraine, thì các đảng viên Dân Chủ do Tổng thống Biden dẫn đầu đã quyết tâm trừng phạt Nga và hỗ trợ Ukraine coi chiến thắng của Ukraine là lợi ích an ninh quốc gia quan trọng. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, nếu được bầu, ông sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngay cả khi cựu Tổng thống đứng cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Trump và tổng thống Ukraine Zelensky đã gặp nhau tại New York hôm 27 tháng 9, tạo cơ hội cho nhà lãnh đạo Ukraine có bài phát biểu cá nhân với ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, người công khai nghi ngờ về việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine chống lại Nga cả ông Trump và ông Zelensky đã từng nhiều lần chỉ trích nhau trước cuộc gặp bởi các quan điểm trái ngược. Ông Trump từng mỉa mai ông Zelensky là doanh nhân tài giỏi nhất từ trước tới nay vì Kiev đã nhận hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự từ Mỹ và châu Âu. Mới đây, ông bình luận rằng Tổng thống Zelensky muốn Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Trong khi đó, ông Zelensky từng cho biết ông Trump không biết làm thế nào để chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Trước phóng viên, ông Trump nói, chúng tôi có mối quan hệ rất tốt và tôi cũng có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Nga Putin. Tôi nghĩ nếu chúng tôi thắng, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề rất nhanh chóng. Ông Zelensky nói xen vào, tôi hy vọng chúng ta có mối quan hệ tốt đẹp hơn. Ông Trump nói, ồ tôi hiểu rồi, cần có hai người để nhảy tango, ông biết đấy, và chúng ta sẽ làm được, chúng ta sẽ có một cuộc họp tốt đẹp. Và tôi nghĩ rằng, việc chúng ta còn ở bên nhau ngày hôm nay là một dấu hiệu rất tốt. Cuộc gặp diễn ra vào thời điểm then chốt đối với ông Zelensky trước thêm cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11. Ông đã tìm cách thuyết phục chính quyền Tổng thống Biden rằng đất nước của ông vẫn có thể giành chiến thắng trong xung đột, miễn là Mỹ và đồng minh tăng cường đáng kể và nhanh chóng viện trợ quân sự. Ông Trump đã nhiều lần phàn nàn về khoản tài trợ mà Mỹ cung cấp cho Ukraine và tuyên bố ông sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột giữa hai bên. Ông Zelensky cảm ơn ông Trump vì đã đồng ý gặp mặt, đây là lần gặp đầu tiên giữa hai người kể từ 5 năm trước. Tôi nghĩ chúng ta có quan điểm chung là chiến tranh ở Ukraine phải chấm dứt, Ukraine phải thắng thế, và tôi muốn thảo luận với các bạn chi tiết về vấn đề đó, ông Zelensky nói. Sau cuộc họp kết thúc, cả ông Trump và ông Zelensky đã xuất hiện cùng nhau trên Fox News. Cựu Tổng thống Trump nhắc lại rằng ông nghĩ rằng một thỏa thuận công bằng là có thể và có thể được thực hiện nhanh chóng, ngay cả khi ông Zelensky muốn Nga phải hoàn toàn rút khỏi Ukraine. Ông Zelensky mời ông Trump tới thăm Ukraine và cựu Tổng thống Mỹ cho biết, tôi sẽ làm vậy, đó là một đất nước xinh đẹp. Tối mùng 1 tháng 10 theo giờ bờ đông của Mỹ, tức là sáng mùng 2 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Thượng nghị sĩ JD Vance của Đảng Cộng hòa, đại diện cho bang Ohio và thống đốc bang Minnesota, Tim Walz thuộc Đảng Dân chủ đã đối đầu trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên và duy nhất giữa hai ứng cử viên phó tổng thống trong năm đầu bầu cử 2024 cuộc tranh luận do kênh truyền hình CBS News tổ chức tại thành phố New York và được truyền hình trực tiếp trên khung giờ vàng của CNN, CNBC, NBC News và nhiều kênh truyền thông khác. Trong 90 phút tranh luận, mỗi ứng cử viên khi được hỏi sẽ có 2 phút trả lời và người còn lại có 2 phút để phản biện và chất vấn đối phương. CBS News cho biết có quyền tắt micro của ứng cử viên và sẽ không có khán giả trong trường quay tương tự như cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống. Giới quan sát cho biết là cuộc tranh luận giữa ông Tim Gunn 60 tuổi và ông JD Vance 40 tuổi có thể mang lại nhiều lợi ích cho cuộc tranh luận hôm mùng 10 tháng 9 vừa qua giữa cựu tổng thống Donald Trump và phó tổng thống Kamala Harris, nhưng giúp các phó tướng có cơ hội để giới thiệu bản thân và đảm bảo sự hậu thuẫn cho hai ứng cử viên chính và hoàn thành vai trò lâu đời của một ứng cử viên đồng hành là tấn công đối thủ. Theo nhận định của giới quan sát Thống đốc Vance dự kiến sẽ tìm cách khắc sâu thêm hình ảnh vụng về, kỳ quặc của thượng nghị sĩ Vance trong mắt cử tri trẻ tuổi, đồng thời tập trung khai thác những phát ngôn bài Trump của ông Vance trong quá khứ để làm nổi bật mâu thuẫn trong nội bộ phe Cộng hòa. Trong khi đó, ông Vance sẽ xoáy vào lập trường chính sách cực tả của cá nhân ông Wan và liên danh Harris Wan nói chung. Cả hai ông sẽ cùng nỗ lực làm bệ đỡ cho ứng cử viên chính và phát họa cặp đôi tranh cử của mình sẽ là lựa chọn hợp lý. Các kết quả thăm dò dư luận của AP NORC New York Times Đại học Siena được tiến hành ngay trước tranh luận cho thấy Tổng thống Juan được lòng cử tri hơn so với Thượng nghị sĩ Vance, với tỷ lệ tín nhiệm lần lượt là 40% và 25%. Đáng chú ý là ông Juan có uy tín cao hơn ông Vance đối với các cử tri nữ và nam đây là tín hiệu tích cực đối với phe dân chủ vì trong số hai ứng cử viên tổng thống ông trump được xem là có lợi thế hơn trong việc huy động lá phiếu từ cử tri nam nói chung trước thêm cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống dư luận mỹ có dấu hiệu quan tâm hơn đến cuộc tranh luận này so với các kỳ bầu cử gần đây do cách biệt giữa hai phe rất xích sao ngoài ra trong bối cảnh cựu tổng thống trump đã từ chối tranh luận lần thứ hai với phó tổng thống harris cuộc tranh luận này nhiều khả năng sẽ là lần tương tác cuối cùng của hai chiến dịch tranh cử trước sự chứng kiến của cử tri cả nước trong một động thái liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, tỷ phú công nghệ Elon Musk cho rằng đây sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng của nước Mỹ nếu cựu Tổng thống Donald Trump không giành chiến thắng. Theo một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 28 tháng 9, tỷ phú Elon Musk cho biết rất ít người Mỹ nhận ra rằng nếu ông Trump không được bầu, đây sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng. Ông ấy không phải là mối đe dọa đối với nền dân chủ mà là cách duy nhất để cứu vãn nó. Tuyên bố của ông trùm công nghệ được đưa ra khi chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra bầu cử Mỹ. Được biết, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ và Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris đã nhiều lần gọi đối thủ Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Dù vậy, khi trả lời một bài viết cho rằng 9 triệu người nhập cư bất hợp pháp đủ điều kiện nhập tịch theo chính sách của chính quyền Mỹ hiện tại, ông Musk nhận định, nếu cứ 20 người nhập cư bất hợp pháp thì có một người trở thành công dân Mỹ mỗi năm, điều mà Đảng Dân Chủ đang thúc đẩy nhanh nhất có thể, khi đó sẽ có khoảng 2 triệu cử tri hợp pháp mới trong 4 năm. Hơn nữa, chính quyền Biden-Harris đã đưa những người xin tị nạn, những người được cấp quyền công dân nhanh chóng trực tiếp đến các bang giao động như Pennsylvania, Ohio, Wisconsin và Arizona. Đây là cách để họ chắc chắn giành chiến thắng trong mọi cuộc bầu cử. Trong bối cảnh các bang giao động thường quyết định kết quả của các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với biên độ dưới 20.000 phiếu bầu, Ông Musk cho rằng nếu Đảng Dân Chủ thành công trong việc sử dụng vấn đề nhập cư để thúc đẩy cử tri của họ, sẽ không còn bang dao động nào nữa. Khi đó, nhà sáng lập công ty SpaceX cho biết cuộc bầu cử duy nhất sẽ là cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ, tương tự như những gì đã xảy ra ở California vào cuối những năm 1980. Trong những tháng gần đây, tỷ phú Musk đã nhiều lần bày tỏ mong muốn phụ trách một ủy ban của chính phủ trong chính quyền tiềm năng của ông Trump. Tuy nhiên, ông Trump lại tỏ ra hoài nghi về việc tỷ phú này trở thành một phần trong chính quyền của ông. Theo vị cựu tổng thống, ông Elon Musk có thể sẽ quá bận rộn để phục vụ trong nội các của ông. Thay vào đó, ông Trump gợi ý tỷ phú Musk có thể đóng vai trò cố vấn trong chính quyền của mình nếu ông đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Ở thời điểm hiện tại, vấn đề nhập cư bất hợp pháp và tình hình ở biên giới đã trở thành vấn đề gây tranh cãi chính giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống theo đó ông trump đã chỉ trích những đối thủ dân chủ về các vấn đề nhập cư lên án việc tổng thống joe biden khôi phục chính sách nhập cư từ thời cựu tổng thống barack obama ngoài ra các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy sự thất vọng của công chúng với đảng dân chủ sau khi ngày càng nhiều người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp và người vô gia cư ở các thành phố lớn khiến các dịch vụ xã hội bị quá tải dưới thời chính quyền tổng thống joe biden đặc biệt các thị trường đảng dân chủ đã lên tiếng lo ngại rằng các thành phố của họ đang phải vật lộn để đối phó với dòng người nhập cư đổ về do đó chính sách nhập cư vẫn là vấn đề quan trọng trong chiến dịch tái tranh cử của ông trump nhằm giải quyết vấn đề trên, ông Donald Trump đã cam kết hoàn thành việc xây dựng một bức tường dọc theo toàn bộ biên giới và thực hiện nỗ lực trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người Mỹ ủng hộ việc hạn chế nhập cư. Ông Trump cũng từng tuyên bố ngay trong ngày đầu tiên trở lại phòng bầu dục, ông sẽ chấm dứt mọi chính sách biên giới mở của chính quyền tổng thống Joe Biden. Các sao hạng A có thể cổ vũ thêm nhiều người đi bỏ phiếu nhưng lập trường của họ được cho là không tác dụng nhiều đến quan điểm của cử tri trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey ngày 19 tháng 9 chủ trì sự kiện nước Mỹ đoàn kết của Phó Tổng thống Kamala Harris trong nỗ lực giúp Đảng Dân Chủ gây ấn tượng với cử tri. Sự kiện diễn ra tại Michigan, một trong bảy bang chiến trường định đoạt cuộc bầu cử Mỹ, thu hút hàng trăm nghìn người xem trên mạng xã hội. Winfrey, 70 tuổi, không theo chính đảng nào và những năm gần đây thường giữ khoảng cách với chính trường bà thể hiện quan điểm khi bất ngờ xuất hiện tại đại hội toàn quốc đảng dân chủ ở Chicago, bang Illinois vào hôm 21 tháng 8. Nhiều sao hạng A khác ở Mỹ cũng đã nêu tên ứng viên tổng thống họ ủng hộ. Ngoài Winfrey, bà Harris còn được nhiều ngôi sao như Taylor Swift, Jennifer Lopez, Billy Eilish, Jennifer Lawrence hậu thuẫn. Cựu tổng thống Donald Trump, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa cũng được hàng loạt người nổi tiếng ủng hộ như tỷ phú Elon Musk, ca sĩ Jason Aldean rapper 50 Cent Lin Wei, chủ tịch công ty giải trí võ thuật hỗn hợp Ultimate Fighting Championship UFC Dana White. Tuy nhiên, Megan Dukan, giáo sư truyền thông tại Đại học Virginia Tech ở bang Virginia cho rằng, sự ủng hộ từ người nổi tiếng thường chỉ tiếp động lực cho cử tri đi bầu hơn là thay đổi quan điểm của họ. Bà nói, họ không giỏi trong việc giúp cử tri hiểu cụ thể bất cứ chính sách nào. Người nổi tiếng tham gia chính trị không phải điều mới, họ có cộng đồng người hâm mộ lớn và sức ảnh hưởng ngày càng hiện rõ theo sự phát triển của mạng xã hội. Có bằng chứng cho thấy tiếng nói từ người nổi tiếng là cực kỳ mạnh mẽ trong thúc đẩy sự tham gia của công dân và thay đổi kết quả thăm dò. Theo nghiên cứu do Trung tâm Ash về Quản trị Dân chủ thuộc Đại học Harvard công bố vào hồi tháng 8, Ashley Spillane, tác giả nghiên cứu, nói với ABC News, cử tri trẻ tuổi đang có niềm tin tương đối thấp vào giới lãnh đạo các tổ chức, trong đó có truyền thông truyền thống, nhưng người nổi tiếng lại là ngoại lệ. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tham gia bầu cử của cử tri đủ điều kiện ở Mỹ thấp hơn so với các quốc gia phát triển khác, xếp thứ 31 trong số 50 quốc gia được khảo sát. Theo bà Spillane, thiếu động lực đi bầu là một trong những lý do chính đằng sau xếp hạng này và người nổi tiếng có thể là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Bỏ phiếu nên là hành động hợp thời thú vị để làm. Nghiên cứu cho thấy cử tri sẽ tham gia bầu cử nếu cảm thấy như vậy. Tỷ lệ cử tri đăng ký bỏ phiếu và làm tình nguyện viên tại điểm bầu cử đều tăng khi có người nổi tiếng lên tiếng. Taylor Swift đăng bài ủng hộ ứng viên Harris ngay sau khi bà kết thúc tranh luận với ông Trump vào ngày 10 tháng 9, kèm đường dẫn đến trang đăng ký bỏ phiếu, website sau đó thông báo ghi nhận hơn 35.000 lượt đăng ký mới thông qua đường dẫn. Michael Platt, giáo sư marketing tại trường kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania nói: "Cô ấy có lẽ sẽ là người được biết đến nhiều nhất trên hành tinh lúc này." Kết quả thăm dò do Đại học Monmouth ở bang New Jersey công bố ngày 19 tháng 9 cho thấy, 76% cử tri đã đăng ký, nói họ biết tuyên bố ủng hộ của Swift. Những khảo sát khác lại cho thấy, đa số người Mỹ biết Swift định bỏ phiếu cho ai, nhưng hầu hết không bị lay truyền bởi thông điệp từ nữ ca sĩ. Tỷ lệ này là 81% trong kết quả thăm dò công bố vào ngày 15 tháng 9 do ABC News Ipsos thực hiện. 6% cảm thấy họ muốn bỏ phiếu cho bà Harris hơn, 13% ngược lại. Dù vậy, chiến dịch của bà Harris vẫn hoan nghênh động thái của Swift, cho rằng mọi phiếu bầu đều quan trọng trong những cuộc bầu cử cạnh tranh xích si sao. Lần đầu tiên, Oprah Winfrey ủng hộ một ứng viên chính trị là năm 2008, dành cho ông Barack Obama của Đảng Dân Chủ, người khi đó đang cạnh tranh với đối thủ Đảng Cộng hòa John McCain. Các học giả tại Đại học New Western ở bang Illinois và Đại học Maryland thuộc bang Maryland ước tính. Động thái của bà Winfrey khi đó đã giúp ông Obama có thêm một triệu phiếu bầu, chủ yếu từ cử tri nữ, Tuy nhiên, một số chiến lược gia dân chủ cảnh báo không nên quá xa đà vào văn hóa người nổi tiếng, đặc biệt là khi đảng này cố gắng tự thể hiện mình là bên quan tâm bảo vệ tầng lớp lao động. Chiến dịch tranh cử năm 2016 của Hillary Clinton từng nhận được sự ủng hộ của nhiều ngôi sao. Bà còn xuất hiện trên sân khấu cùng với jay và Beyoncé vào đêm trước ngày bầu cử, nhưng bà đã thất bại trước ông Trump. Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng đây không phải là một chiến dịch tập trung vào người nổi tiếng, quan chức chiến dịch của Harris cho biết. Cách tiếp cận của chúng tôi ở đây là chúng tôi sử dụng sự ủng hộ của các ngôi sao để tạo ra không khí phấn khích, hoặc tiếp cận một cộng đồng nhất định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.